Rồi hồi tối giờ điện chú làm gì, điện mà khóc không à, không có nói chuyện mà để khóc bù lo bù lu chưa hả? Lộn trời ơi cháu trời. Ý em nói là chồng em có cái gì với người đó, người ta mới cho cháo vô cho thịt, đúng không? Cho hoài luôn. Cho hoài luôn phải không? Hả? Cái cặp ngực, nói cái cặp ngực kia bự ghê, sợ nhìn ngó rồi ghen hả? Rồi, hồi Tiến TV và Tiến Sông Nước Chùa Vẽ chào tất cả cô chú anh em nha. Thì giấc này Tiến đang có mặt ở Hồng Ngự cả nhà. Thì Tiến đến thăm đôi vợ chồng chồng hot boy vợ khờ nha nha. Đó, cái nhà của chồng hot boy nè. Cái nhà thì bước vô cảm giác là nóng dữ lắm, nóng nha cả nhà. Rồi, rồi nằm ngủ rồi kìa. Con nằm ngủ mà em rồi, rồi nóng nóng mà cái mặt bé nó đỏ luôn á. Ngủ hả? Không giật mặt lên cho mát. Ơi cái nhà. Quá trời nóng luôn sao ngủ được. Con nhỏ là tụi thấy thương không? Được chưa? Rồi mà nó dễ lắm, dễ luôn. Mở cái đèn lên coi. Tối quá, tối nhà tối quá. Nói ở cho ở ngoài hè kìa, mở đèn lên coi con. Chồng ơi, chú mở cái chui mà xanh nó không gì xanh chui trắng này hả? Dạ. Sáng rồi bé. Rồi đừng để con đừng đưa. Ủa quên em đừng đưa. Ngồi rồi ngồi xuống kể chú rồi. Rồi hồi tối giờ điện chú làm gì, điện mà khóc không à, không có nói chuyện mà để khóc bù lo bù lu chưa hả? Lộn trời ơi sao vậy hả? Sao kể vậy? Có người kiếm không cho cháu gì vậy hả? Nhớ là cho cháu gì vậy? Ai cho cháu với thịt? Con không biết. Cho nào? Cho qua. Cho ngày qua hả? Bên em chồng con. Rồi chồng hồi tối vui gì? Mới đầu sao? Cơ lộn con mày có gì với anh mà mới cho anh thịt quay. Rồi, vậy là em ghen hả? Trời ơi. Chữ. Người ta ai cho? Người ta cho cháu với thịt cái ghen hả? Đâu phải người ta thương vợ chồng để cho chứ vợ chồng chứ đâu phải mà người ta quen chồng em đâu mà người ta cho. Đừng có ghen bậy. Trời ơi ghen gì sao được. Ghen ha. Tưởng đâu chuyện gì, tối điện khóc bù lu la, điện lên không nói tiếng nào cho nghe khóc không. Trời ơi khóc quá trời khóc luôn. Nó trời ơi, hai chồng này nó làm gì mà nó không lẽ nó làm gì vợ nó mà vợ nó khóc quá trời khóc luôn. Ý em nói là chồng em có cái gì với người đó, người ta mới cho cháo vô cho thịt, đúng không? Cho hoài luôn. Cho hoài luôn hả? Thì người ta thương hai chồng cái người đó còn trẻ tuổi không? Đẹp không? Người đó đẹp không? Hả? Cái cặp ngực, nói cặp ngực kia bự ghê, sợ nhìn ngó rồi ghen hả? Trời ơi vậy cũng ghen nữa. Tại vì người ta cặp ngực bự thì bự chứ có gì đâu. Chứ đâu, ngồi coi. Trời ơi, gọi mẹ ra mẹ em kể lại cho nó rõ hơn coi. Là sao, lý do nào nè? Thì bà đó bà thấy hai chồng thì toán cháo á thì nó dư á. Dư thì nó bán lại đây nè. Thì dư thì chiều giờ này là bà xách lại cho hai chồng cháo với thịt gọi lục á. Thì ngày nào cũng cho cho những này tưởng đâu là quen ha. Không biết gì đó vậy nên cho hoài. Coi như là cái chị kia bán cháo. Rồi bán còn ít lại dạ, đem đây cho hai chồng ăn.
rồi ngày nào cũng cho trơn, rồi chồng em thấy cái bà kia cùm ngực bự quá rồi ghen. vì cùm ngực người ta bự quá. Trời, vậy mà tối ha, trời ơi, đang làm công chuyện mà điện lên không có nói chuyện trơn, khóc không. Cái bên tị nói sao cùm ngực của bà kia bự với bà cùm ngực của tôi thì nhỏ sao không chơi. Trời ơi. Trời ơi, chuyện mà nó hoài. Vậy là có nhiều đó là ghen chồng đó hả? Em nói trời, nói chuyện với anh. Có gì đâu, làm như là đi uống nước, đi hẹn hò gì. Cái này mới đem chết mà cho mà. Đúng rồi, làm đồng hơn. Phải chi á, đây nè, phải chi chồng em á mà đi ra khỏi nhà rồi đi tâm sự một người nào đó đó thì em mới ghen. Đúng rồi. Còn này người ta đem lại cho đồ ăn bệnh mà ghen cái gì, ghen người mốt người ta ai cho ăn nữa. Không, chồng đẹp trai chứ hả? Chồng đẹp trai hả? Biết rồi, đẹp trai ha. Biết rồi, đẹp trai nhưng mà thương em mới ở với em nè, chứ đâu không thương ở làm chi. Đi. Được rồi, để đi. Anh mới uống ngoài rồi. Uống đi, hai chồng uống đi. Anh mới uống rồi, anh mới vô nè. Mới ăn cơm sáng giờ mới có ăn cơm đó. Ai biểu hồi đó quen chồng đẹp trai chi? Đâu quen người xấu xấu đi. Dạ. Ai bình luận bên nít Facebook của chú chồng con gì đẹp trai đấy nhỏ khờ là chồng ông bám qua cái chú gì lợi kêu anh quay, anh dặn anh thợ gái anh không kêu quay luôn. Dạ, cái anh bữa hổm đi với đi với anh bữa hổm anh qua không? Dạ. Rồi không chịu quay luôn. Dạ. quay mình tới Vinh nè. Sao dặn? Chơi bình luận đó, nhà bà nào á, nhỏ nào đó điện nói ý không biết ai đó. Ủa sao biết số của hai chồng mà điện? Không có điện nhưng mà bình luận lên thì em bấm lên thấy. Nhắn tin qua bên Facebook á. Nói sao? Nói bình luận giờ nói này nọ tay chân lành để này nọ với sức trai tráng nọ rồi lấy tật nguyền thờ khạo này nọ không khác gì là lợi dụng coi như ý cái người đó nói là em làm biếng em không chịu làm để là dạy em đi nuôi em đó những gì đúng không, cũng như là lừa lao động gì nhưng lấy con thời thì đi lợi dụng tiền á lừa lao động không lao động. Hai đứa em ở có hai đứa con rồi chồng em cũng chỉ mặn hồ luôn. Bây giờ anh nói em nghe, bây giờ anh nói em nghe nè, người ta nói thì người ta nói đó, thì em phải làm sao cho người ta đừng nói đó. Thứ hai nữa thì mình sống trên đời này đâu có thể nào mà làm vừa lòng mọi người đâu, thì thôi đừng có quan tâm cái chuyện đó. Phản ảnh không có gì mà phản ảnh kỳ, thôi kệ đi, nó có gì đâu. Anh đi làm thì quen đây mà còn bị nói là đừng nói chị em. Chỗ anh còn bị chữ ăn chết. Đúng rồi, tụi anh cũng bị chữ hoài như vậy, hết sức nào quan tâm. Cái người đàng hoàng á, ta không nói mình. Còn người mà người ta không hiểu mình á, thì người ta nói thôi, mình cũng đừng dặn. Kệ đi. Rồi chị Nhi bé bị chữ, tôi gửi tiền, gửi quà. Anh làm qua cái chú gì nữa mới cho chị Nhi 1 triệu. Lê lử. Ê. Ôi, mặc cái quần khe kéo đàng hoàng nha. Lấy gì đắp lại? Lấy quần dài cả. Ừ, đúng rồi. Lấy quần dài. Được rồi. Rồi, thế dễ thương không? Bông hoa tiêu. Rồi dập cả. Trời ơi, trời sao dập, đừng dập đi. Bọn chồng vô luôn. Hồi đó tôi kiếm ông chồng nào xấu xấu đi. Sao lựa đẹp trai chi giờ ghen? Duyên nợ. Duyên nợ hả? À? Mà hồi đó là tự em chọc mà. Đúng không? Mà anh chồng chỉ trong hai thằng em chọn người nào em thấy anh đẹp trai. Trong hai anh em chọn người nào thấy đẹp trai rồi hút anh đẹp trai.
nắng giết cái nhà này nóng quá, giết cái mặt của con bé nó đỏ luôn á cả nhà. Nóng chưa ngủ. Nóng quá sao đó, ngủ được. Nóng quá được rồi. Sao mà không để cái máy quạt gần đây quạt cho. Cái nhà này giờ mua mướp á, kéo cái áo xuống. Mình đừng có cho nói nữa nó. Tiền đâu. Mua này nó làm này chừng vài trăm ngàn vậy, mua ba cái mướp ấy đó, cái căn dây chì. Căn dây chì cái mình lót lên là mát rồi. Rồi thấy thương không? Rồi kìa. Lê Lữ à. Thấy thương không? Lê Lữ. Đừng đừng chạy chạy. Thôi. Lê Lữ rồi. Thấy thương không cả nhà? Nói chung gà bé là gắt là dễ nha. Dễ lắm, dễ luôn. Rất là tội nghiệp. Em hai nó còn khó hơn nó. Mà này giống ai? Giống bà đó ha. Giống mẹ nó chứ. Dòm gà, dòm gà. Giống mẹ nó thương nữa. Dòm con mắt khò lỏ kìa. Mắt giống bà thấy ha. Thấy chưa? Mắt giống mẹ. Hả, à, thấy chưa? Nó lấy kim. Lấy kim cho mắt giống mẹ ha. Cái mỏ giống cha hay gì, nhọn lắm. Giống hờ hay hay à. Chứ giống khác thì chết liền à. Dạ. Giống ba thì nữa, giống mẹ thì nữa. Đúng rồi. Mơ Út đừng có ghen bậy nha. Nghe nè, anh nói cho em nghe nè. Em ghen tầm bậy đó, rồi mốt người ta không đem lại đồ cho mình ăn. Đừng có ghen. Tại vì người ta thương hai chồng nên người ta mới đem lại cho mình ăn. Nó làm qua quán hồn bà kia bà đi luôn rồi. Bà dặn nha. Bà cầm bà sợ. Ôi ơi, đừng kéo. Em cỡ chép bà đi ra ngoài. Cứ bà chị đừng cần. Nói chung bà đừng có ghen. Ghen chi? Đúng rồi. Đâu có, đi gần đây quên. Đúng rồi. Gió vào vườn gần nó hốt nông quá. Đúng rồi. Ghen cái em làm như vậy cái biết rồi không ai lại cho mình đồ ăn chứ. Cho mà nó làm cái bà thì không giúp lại luôn. Xài. Có hổ ghen nữa nè. Thấy chồng là trai quá rồi ghen ha. Dạ. Giữ chồng ha. Tưởng đâu ghen vụ gì, cặp ngực người ta bự cũng ghen. Lý do hả? Lý do là cặp ngực quá bự. Thân áo lẻ. Mỏ, bố sát luôn ha. Cởi lại không? Cởi sao là mình tả rồi. Cởi lại không? Rồi bữa nay hai chồng ăn cơm cái gì? Ăn cơm cá. Cơm cá ha. Chim. Nắng nước về hết trời nắng quá là anh vô đây anh còn không chịu không nổi đứng nói chi nít đây quen đó, đây quen ha. Mới bước vô là thấy cảm giác là đồ giặt đồ máu giặt phơ ở đây coi từ sáng tới chiều cũng khô. Đúng rồi, nóng lắm. Phải tại cái mí tôn cái nhà thứ nhất là nó thấp. Đúng rồi, sát quá. Thứ hai nữa ở đây không có gió lòn vô đó. Quá trời rồi. Ở sau thì che cái bản mình ghi đi. Cái tấm mà bị lệ của người ta gắn vô đó. Không nữa, hai chồng làm cái làm gió này nè, mình dắt trời mưa thì mình đậy lại, mình làm đây nè, khoét lỗ hay lỗ cho nó mát, giống như gió có gió vô rồi nó mát. Cửa sổ. Đúng rồi, làm cửa sổ. Vì nóng ra cái gì lấy cái mùng này làm đỡ nè. Làm cái mùng này nó cũng đỡ lại mớ. Che lại ha. Không có miếng gió nào. Nhìn ra nhìn thấy lạ nhìn. Lạ luôn. Hôm qua nói chung ra là anh cũng chưa có muốn đến đây nữa. Mà hôm em điện đó khóc lóc không biết có chuyện gì không rồi lên đây coi như thế nào. Ai ngờ đâu vụ này. Trời ơi. Làm anh cũng không nói không biết chồng không biết có làm gì đâu mà nó khóc quá trời, điện thoại tàn nghe khóc không ghen quá ghen. Rồi sáng ở nhà rồi ai đi chợ? Em đi ngồi đợi đắng, ngồi đắng đợi mấy người đợi bắt đồ ăn để em hết rồi mua.
còn không có gì đi qua chợ đi xe ôm. Sao mình không có mua chiếc xe đạp nào á để mình đi tới đi lui được. Xe đạp nó hư rồi không có tiền sửa rồi bán bỏm mà. Nó hư rồi con chó nó đe chạy không được cái gì, thêm cái cọng dây sên nó bị đứt rồi. Mà cái đó đâu có nhiều tiền đâu. Thay cọng sên với con chó đâu có nhiều tiền. Ở đây không ai làm chứ. Yeah. Bỏm dẫn giờ tới dẫn mày tới Hồng Ngự bánh không ai làm chứ. Trời ơi. Ở đây hầu như từ giờ hết tàn là không giờ có. Xe đạp bây giờ xe Honda nhiều. Sửa xe đạp ít có ít ai sửa. Sửa không có nhiều tiền chứ. Nên không ai ở giờ. Ủa giờ hãng còn ngủ con bán được mấy chục ngàn. Đi bán đồ ngủ luôn. Bây giờ đi bộ. Đi đâu cũng đi bộ chứ đặt cái xe đạp thì giờ bị hư rồi đi bộ. Rồi thôi anh qua anh xem hai chồng em như thế nào đó. Chứ tối điện quá trời điện. Tưởng nơi chuyện gì xảy ra lớn lắm. Mấy giờ? 6 giờ hay gì? Sao đâu? Trưa. Đâu có, mới hôm qua năm tối này nè. Tới hai chồng con rồi gần. Có không? Bữa sáng đó. Có đâu? Chưa á, chưa lộn. Con mới điện. Ừ, 1-2 giờ á. Ai ta? Nhớ tiếng em rõ ràng mà. Đâu còn nghe, còn hả? Còn nghe âm nữa không? Không. Sáng. Ba con có điện cho chú mà con khóc, con không có nói chuyện. Đúng không? Là có điện ha. Buổi sáng buổi sáng. Sáng hôm qua. Dạ. Đúng không? Và đúng rồi. Sáng hôm qua. Nghe cái tiếng rõ ràng mà điện khóc. Rồi thôi anh qua đây thăm em hai em gì ha. Thôi tiếng cũng tạm dừng cái video đây cả nha. Kính chúc cả nhà một buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc nha. Đó. Rồi bye bye.